thứ bảy tuần thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Có một công nghị viên tên là Giuse, người tốt lành và công chính. Ông này đã không đồng ý với mưu toan và hành động của các công nghệ viên khác. Ông quê ở thành Arimathea trong xứ Judea. Chính ông cũng trông đợi nước Chúa. Ông đến gặp Phi-la-tô và xin xác Chúa Giê-xu. Đoạn ông hạ xác người xuống, liệm trong khăn và tán trong mồ đã đục sẵn, nơi chưa tán xác ai. Hôm đó là ngày chuẩn bị và sắp bước sang ngày Sa-bát. Trong khi đó, những người phụ nữ đã đi với người từ xứ Galilea cũng theo đến xem mồ và xác người được tán như thế nào. Rồi các bà về sửa soạn thuốc thơm và dầu thơm. Suy niệm: nếu trong cuộc thương khó, chung quanh Chúa Giê-xu có nhiều gương mặt mốc, thì cũng có nhiều gương mặt sáng láng dễ thương. Đó là gương mặt của Đức Maria, thân mẫu Chúa Giêsu, của Giuse, người đứng ra mai táng Chúa, của tông đồ Gioan và Phêrô đã ăn năn, của Maria Magdalena và các phụ nữ đến viếng mộ Chúa ngay khi trời hừng sáng. Phần thưởng của những người này là được nghe loan báo về Chúa Kitô phục sinh và được gặp chính người. Lạy Chúa Giêsu Kitô, con đường Chúa đã đi và chỉ cho chúng con đi theo là con đường từ thập giá đến phục sinh, từ hy sinh tự hiến đến sống lại vinh quang. Xin Chúa ban cho chúng con ơn thông hiểu và ơn can đảm đi vào con đường ấy.